kính mời quý thánh đồng đứng lên. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa trong sách Nietzsche, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 3. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong ngàn ngàn Juda là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của dân Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà trang bày của mình, và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Trân trọng kính mời sư Nguyễn Thế Hiển, quản nhiệm hội thánh, cầu nguyện khai lễ và tuyên bố khai mạc chương trình kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh của hội thánh Tin Lành Chi Hội Sài Gòn. Xin hội thánh cùng hiệp lòng với tôi trong sự cầu nguyện. Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cảm tạ sự quan phòng kỳ diệu của Chúa đối với hội thánh của Ngài trên đất nước Việt Nam của chúng con, đối với nhân dân thành phố này, trên cả đất nước của chúng con trong suốt những ngày đã qua. Chúa đã ban ơn cho con cái của Chúa được tự do mọi bề trở về nhà Cha trong sự thờ phượng. Chúa cũng dẫn đưa con cái của Chúa sáng hôm nay vào trong thánh đường này để chúng con bước vào chương trình đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Hallelujah, chúng con biết ơn Chúa vì Ngài quá thương chúng con, vì Ngài quá yêu chúng con, và sự nhân từ thương xót của Ngài luôn thể hiện trên đoàn dân của Ngài. Cảm ơn Chúa, sáng nay con dân của Chúa từ quý cụ quý ông bà cho đến các cháu thiếu nhi đồng đã trở về nhà Cha tại đây trong giờ thờ phượng. Chúng con sẽ bắt đầu thì giờ để cảm tạ Chúa vì Ngài đã giáng sinh vì yêu chúng con. Ngài đã giáng sinh để đem tin tức từ trời đến cho chúng con, mang cho chúng con sự cứu rỗi vĩnh hằng. Cảm ơn Cha từ ái. Chương trình của Ngài quá diệu kỳ, và đấng tiên tri Mi-chê đã báo trước, đấng tiên tri Ê-sai đã dự ngôn và đã ứng nghiệm trong cứu Chúa của chúng con suốt 2020 năm đã qua. Bây giờ sáng nay, chúng con thành tâm với tất cả tâm lòng của mình, linh hồn của mình, tâm trí của mình và thân thể của mình ngưỡng vọng về Chúa yêu dấu của chúng con vì sự giáng sinh của Ngài. Không phải chỉ trong chuồng chiên máng cỏ ngày xưa mà thôi, nhưng Ngài đã giáng ngự trong mỗi chúng con, biến tấm lòng ô dơ của chúng con trở nên nơi ngự trị của Ngài, trở nên đền thờ mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời vui ngự trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con bước vào thời giờ thờ phượng Chúa sáng hôm nay, chúng con cầu nguyện để xin Chúa ban ơn để từng ca từ của những bài hát được dâng lên cho Chúa của chúng con giống như bài ca ngày nào của các thiên binh thiên sứ trên trời, để danh Chúa được cả sáng đến nỗi những vùng đất thấp hơn hết ở trong đất nước của chúng con trong thế gian này cũng được nghe đến danh của Chúa Giê-xu đấng cứu thế. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Cha yêu thương của chúng con vì Ngài đã cho chúng con thì giờ thờ phượng Chúa sáng ngày hôm nay. Và chúng con tin rằng trong trọn cả chương trình đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2020 này, Chúa cũng sẽ cảm động, đưa đón con cái của Chúa, cảm động lòng con dân của Ngài, thôi thúc lòng mộ đạo của đồng bào chúng con nữa để đến với các chương trình truyền giảng, thêm người được cứu vào trong hội thánh, thêm người được thấy ánh sao thần, thêm người được đến với máng cỏ chuồng chiên, thêm người được gặp chính cứu Chúa yêu dấu và cho Ngài làm cứu Chúa của đời mình. Chúng con cảm tạ Cha. Cha ban ơn cho chương trình sáng ngày hôm nay và cho các chương trình còn lại của hội thánh của Chúa nữa, để danh Chúa được vinh hiển, được tôn cao. Tin lành từ trời không phải chỉ ở trong thánh kinh mà thôi, mà hiện hữu trong từng đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngài ban ơn cho chấp sự Trương Nhật Linh trong việc hướng dẫn chương trình, toàn thể các anh chị em trong các ban hát lễ, các đoàn dự phần tôn vinh Chúa, để từng bài hát được dâng lên cho Ngài và cũng từng ca từ của bài hát được đến với lòng con cái của Chúa, thôi thúc lòng yêu mến Chúa của tất cả chúng con. Chúng con cảm tạ Cha.
Nguyện sự bình an của Ngài giáng ngự trong nhà của Ngài, trên toàn thể con dân của Chúa trong thánh đường này, ngoài thánh đường này, ai nấy trong chúng con hưởng sự bình an trọn vẹn, phước hạnh dư đầy trong mùa Giáng sinh 2020 này. Chúng con cảm tạ Cha. Chúng con thành tâm hiệp ý cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý tôi tớ và con cái của Chúa, với tư cách quản nhiệm của Hội Thánh và chủ lễ chương trình đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2020, tôi xin nhân danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi tuyên bố khai mạc chương trình đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay với chủ đề Tin Lành Từ Trời. Nguyện xin Ngài quan phòng mọi sự để Hội Thánh của Chúa vui hưởng mùa Giáng sinh phước hạnh và sự bình an trọn vẹn trên tất cả con dân của Chúa. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Kính mời quý thánh đồng hồ.